sạch sẽ là đam mê lắm. Rườm rà là không thích. Đấy. Con này mấy củ anh? Chợ vẫn còn sớm quá. Mưa gió. À cái bệ ở dưới có vẻ to đấy nhỉ. Rực rịt thật. Đây bác, rất là dịt, nó là cái cành mang cái ươm ở đây thôi. Chắc là cắt từ một cây to là đấy. Đấy. Đây các bác ạ. Người chủ cây ở đây thường người ta không muốn gửi đi đâu. Và các bác có gọi mua thì người ta cũng chả gửi đâu. Người ta chắc nhất không cần thiết để bán ở đây, đã bán rất chạy rồi. Một hai cây đẹp một hai hôm là bác mà hỏi là sẽ không còn nữa. Người ta cũng rất ngại chuyển đi, không phải là người ta ế ẩm. Đấy, mà chuyển đi nó rất là vấn đề là người ta đã không cần bán xa rồi. Thứ hai là rất là mất tiền. Và là một khi gây chuyện cãi. Ra tận này già nốt nhé. Ok đấy, đôi mai chú thủy nè. Đôi sam, sam này trậu đẹp nhỉ. Sam ba gì chơi này, chơi cả đôi. Xiêm hoa đúng rồi. Độc vườn. May là mang bao nhiêu cây đúng không anh? Đôi là hán này. Hoành tráng quá. Đôi này lắp ghép làm đôi đẹp. Dạ. Ông nào có cái nhà đẹp đẹp cọc, nhà cao cửa rộng chơi. Quay. Đây con bên này nữa. Quay mặt đây. Dạ. Đây mặt trước đây. Đấy cái tay rất hay đấy nhỉ. Đấy, bác chủ cây đây. Hay rất hay. Tổng thể là cây đẹp rồi. Em vừa mới đứng xa. Em vừa mới đứng xa xa phát rồi. Mình quay bằng điện thoại nó không ấy đâu. Không view hết. Rồi. Đọc số điện thoại của anh nào. Anh đọc đi. 0914 828 606. Đấy, đợt trước có, nếu mà ông nào chịu khó xem thì có rồi đấy. Đấy, bởi vì là mỗi phiên là bác lại mang những cây mới rất là đẹp. Cho nên những cây cũ muốn hỏi là cứ gọi, mà những cây mới có sẵn đây. Chung là cứ gọi thôi. Đảm bảo cây đẹp, cây tại nhà. Biệt ra cái biệt thự. Vâng. Đôi tùng này lắp đồi. Kể cả là chơi trước cửa ấy, nhà mới người ta hay chơi tùng. Đó. Chơi theo phong thủy. Vâng. Tùng này là quý tộc mà. Tùng trúc
chơi phong thủy tung nhà mới. Cúc trúc mai nhỉ. Đấy. Chơi nhiều khi là nó cả là một nghệ thuật. Đấy, để khi à cho bác ý chí thế thôi. Hoa giấy lão đây. Đang mưa bé. Giấy lão này. Đây. Đây giới thiệu bà chị cây hồng mộc mai siêu mini này nhá. Ít mưa trốn hết rồi. Đang quấy kìa, có gì không anh? Đây buồn. Đấy, không cây cảnh, này đi mua cây cảnh này, chơi chứ không đi bán. Không cây cảnh này đi bán, không đi mua. Là đi mua. Cây này hôm trước có mang đi rồi. Cầm làm gì? Thế tao đem mua tao không được cầm này à? Mua cái con đấy à? Bắn con đá. Bắn con đá. Bắn đá đâu? Nào. Cái này nó là cái rêu người ta trồng lâu đời. Cho thì nó nuôi bây giờ chốt chuẩn nó kìa. Cái 22. Mua 2 triệu, mua được 6 rồi. Con này nó đòi bao nhiêu? Nó yếu về nó làm. Này sắp phải 4-5 nhát. Mít rồi chúng ta. Nếu bán sổ. Đây. Làm tiền vẫn có giá lắm. Lâu. Cục lâu rồi. Cái này làm lâu lắm ấy. Đây mà tay số mà kia nhưng mà này mặt thuận này. Mặt này mặt phải. Mà mẹ mới sửa được đi. Mặt này con này mặt của nó mặt đây. Lâu. Đòi 2 triệu mấy? Con này chỉ quay nào. Con này triệu. Đấy. Cái chân, cái con này nó đẹp. Vâng. Cái thân nó nôn. Nôn. Nôn với cả da nó cũng là da đẹp, với cả nọ già. Thế nhưng mà để làm thành hai cái kiểu lâu trộn thì cực lâu. Cái này không nói là năm được, cái này phải 8-3 năm. Thì mới có thành hơi chỉ nhưng mà. Đấy. Đấy là siêu cao kiểu. Đấy. Bỏ ra 2 triệu mà cho anh ấy ngày bây giờ thì chúng ta nhất là ra tiền đấy. Phải có ông dám bỏ tiền mới phải chịu đựng được. Không, con này cầm 1,5 triệu cho anh mua. À. Đấy thì mình trong nghề nó khác. Con này nuôi bán bao tiền? Cái gì nó tập trung đông đấy. À xem nào. Xem cái chùa cái đình bán.
À, đặc biệt đấy. Giỏ giỏ hay thế nào? Vâng, giỏ giỏ, giỏ giỏ, giỏ đen. Làm bằng cái gì đấy? Làm bằng xi măng trộn màu men luôn anh. Đây còn mai đổ đất với cả cây vào nữa. Nhưng mà đây đi mua về hay đi bán như thế nào? Đi bán à? Chùa một cột à? Chùa một cột. Tổng cái này là bao tiền? 2.4 triệu, khuyến mại chùa một cột. À, à. Được rồi, nghe hợp lý đấy đại huynh ạ. Đẹp đẹp và thành giá đấy. Đây là làm chất liệu gì nhỉ? Xin cảm ơn, chọn màu luôn rồi ạ. Trong này gỗ xưa chứ? Có nhà toàn gỗ xưa đấy. Có đấy chứ gỗ thường thì làm sao? Mài mài ngói cũng được. Mà tường cao quá, cho nó vào cái nhà sau tường cao chứ. Đây à, bể nước đây à. Đây và cái này chơi luôn, có đèn có điện mà. Đèn điện ra đấu, đấu cái là sao? Sắp cả điện rồi. Sắp cả điện rồi. Đây rồi, thò thò đít này ra đây cái là sao? Cái này là cái gì đây, cái này là cái gì đây? Chùa một cột à, khuyến mại à, cái này là không phải ở đi thiệt kèm theo cái này thì giờ các bác đang hỏi cái này thì cháu bảo ừ thì khuyến mại luôn chùa một cột. Cầu kết của nó không biết có chắc không chắc sát hết mà, những cái khung nhà này có sát hết, có nhiều không đấy, nhiều không đấy. Làm bao lâu xong cái này? Cái này em làm nếu mà tổng hai cái này thì mất 8 buổi. 8 buổi á, tính nhanh chứ. 8 công. 8 buổi mà nhanh. 8 buổi rồi đến đâu thợ làm bên một hai chỗ tư thì tính ra bằng công lao động. Đấy thì thế thôi. Cũng vui 200 một công. Chưa? Đấy. Vò như thế. Thì cứ đi đi lên chợ này là buổi đầu thì coi như quảng cáo. Ở nhà có nhiều thể loại này không? Bên này có. Có nhiều thể loại này không? Ở nhà có nhiều không? Có món lắm, ở nhà có nhiều lắm. Tại đâu? Ở nhiều Quỳnh. À, gần. À, Văn Lâm, Văn Giang ấy. Giang ấy. Này nhà 4 gian mà. Quỳnh, Văn Giang. Gần đấy. Là nhà 4 gian. Đây ghi số đúng không? Số cháu á. Đây 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 số đây để nghe. Cho cháu có cái bìa. Anh mua làm gì, mua lặng mua nhiều. Chú ấy giữ cho cháu cái này vậy. Có cả các visit à? Chú ấy không. Dùng đâu? Hộ cháu đây đây đây. Đây. Một cái nó chịu mua được. Mấy chục. Mua mẹ cái này luôn đi đều. Hay số bác nào xem thì. Mua luôn đi. Ôi giời, kinh nó các visit to ghê. 1 triệu giả tiền luôn đi. 1 triệu là ra rất được chú. À, business đấy. 1 triệu chưa bằng một cái cây nhà dẻo. Business đấy. Thôi quảng cáo đấy nó. Về với giếng này để chỗ nào? Quảng cáo cho này. Đây cả nhà hai ta. Trong đây hai cây cao kiếm được hai cây cao cao nhỏ thì ở đây đẹp. Business. Ôi thế là nghệ cũng nghệ thuật rồi. Phong cách đấy. Khéo đấy, sáng tạo đấy. Không còn nhiều mẫu lắm, mấy cái mẫu nhà thờ thì nó giá nó cũng vấn đề là ở chỗ là chưa có ông nào làm đụng hàng. Là gì đây? Bếp à? Thế phay phay của chú là gì? Chú cứ tìm ra số điện thoại là nó ra luôn phay. Đâu số đâu? Đây đây, các visit đây. Số ở đằng 1. Các bạn thôi, đằng đéo bao nhiêu trong các visit chả bán. Cắt tông này. Bởi đâu, bởi đâu. Đọc số của chú đây cái ông mà sao muốn ạ? Chuyên nhà cổ nhà cũ đấy. Vấn đề là nhà thờ nhà giếc nhà thờ nhà thờ. Vấn đề là không đồng hàng với ông nào. 7555. Đây nó gọi là gọi là gì? Có cái ba tầng không? À, có cái ba tầng không? 10 tầng có. Không bảo làm chứ ở nhà không bảo là 3 tầng 10 tầng cao mà. Làm theo là đơn đặt hàng. Anh cứ tìm ra cái số đấy là ra. Nói chung là kiểu làm theo đơn. Làm L liếc cái đấy. Nam ở đây số của anh đấy. Biệt thự. Bao giờ biệt thự? Giỏi. Đây đây. Đâu, đây, 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 đây là mấy thằng đi đạo thôi. Đổ chung xi măng có thép này. Cái này nó hợp hơn. Cái này là một cổ. Bao nhiêu ạ? À? Một cổ. Một cổ chịu rồi. Bao nhiêu cái đa tôi là một cái một... các chú với các anh uốn cây thì cũng biết thôi. Thôi, cái này một cổ công rồi, một công rồi bóp rồi. Đổ cái này nó tìm mặn lắm. Còn nó không nhanh được. Đúng kiểu một đi đạo. Còn đây như kiểu cái kiểu hồ gươm này thì là cả một tuần luôn. Đâu có cái nào nên nên à? Xem cái này. Đâu cái này có cái cây nào chơi cho đấy chơi được. Cây đẹp đẹp công nha. Anh đi thôi mà để. Cứ thì quan trọng người ta bán công người ta. Ơ nó có một buổi đầu này đi thì nếu quảng cáo thì chính là các bác ký cây và các bác này quảng cáo giúp cháu. À video à? Nhưng mà máy này kia là vâng vâng. Bảy kia là có tổ thôi. Mày đi hôm nay đi là được. Không em nào ở đâu? Em ở chỗ Văn Lâm, Văn Giang ấy.
có chỗ đấy, quê hương nhà mình nhá. Đắp bên ngay nhà mà vậy, những cái nhà sinh của đấy chỗ này thì thôn nào? Chỗ cắt đường. Cái này cái điện đấy. Qua gà, cả một cái tiểu cảnh. Qua gà. Vâng, gà là đạo. Qua gà. Cái điểm có mẹ. Ngay đấy luôn. Đâu em xem nào. Cái cục điểm. Đang quay. À đây, cái này nét hơn đấy. Đúng không? Cái này hợp với anh em mình hơn đấy. Chính xác. Cái này to. Cái này làm gì? Cái này chơi được cái này. Cái này là sân vườn. Sân vườn. Làm hết mà. Cháu cái này là cả mấy cái biệt thự này nữa đây. Còn villa. Mấy nghìn mét vuông ở chỗ ý thì đéo mẹ tôi chở được. À. Đấy là sân vườn thôi. Đây, cái này chỉ được chơi, đi là business được đấy. Còn phần cũng còn nhiều món đó. Tao tưởng là một củ được. Một củ thì chú bảo ví dụ chỗ này là ra được. Nếu chỗ này một ngày thì cháu chỉ bán 700-800 nghìn. Hôm nay đi giao chào này là thành công rồi. Nhiều người lấy số là được rồi. Đi buổi đâu mà đến ví dụ quảng cáo ở đây các chú các anh đang làm đầy đây có này giới thiệu cho em. Quay cái mặt trước tí xem nào. Điện thì đơn giản mà có ở đây điện. Củ dòng từ nhà ai đóng nhà cái được. Ờ. Tưởng điện 12V thì điện 12V thì chắc là có qua quạt dầu được. Cho vào xe máy chạy cho nó sáng lên. Ừ, à cái cắm điện à phải? Cắm điện mà đây cổng có đèn đấy chú. Cả điện có hết mà. Điện nước đầy đủ. Cái này mà là trồng cây vào nữa thì các bác anh. Kéo đấy. Làm những cái cây rơm nữa thì tốt. Đại gia này. Chỗ nào để cây rơm nữa. Nhà này quý tộc mà nó không có rơm. Cân em 70 cân mà. Đây là 2 cổng 70 cân. 4 cổng chứ bác? 4 cổng ăn. 4 cổng. Cháu Nam đấy chắc mà. Cổng ơi. Đấy 1 cổng. 1 cổng. Người ta về trồng cây thì người ta nhà. Cây trồng cây tía. Bếp 2 tầng cho nó chắc chắn. Mẹ cổng này mà cua tô dễ lắm nha. Đóng cổng này ga bước vào thôi. Cổng này đỗ thôi chứ không vào được. Cảnh ga. Này nó là như thế là nếu làm cả giấy thì nó là đốt.